Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin VTV đã biến Hồ Ngọc Thắng thành con rối như thế nào. Như tờ Thời báo.d đã đưa tin, VTV là một đài truyền hình nô bộc. Họ được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa cho ngân sách cho đến 10 triệu đô la mỗi năm. Con số này cộng với số tiền thu nhập khổng lồ do quảng cáo đã làm cho VTV có một nguồn kinh phí rất lớn. Kênh VTV4 là một kênh mà Đài truyền hình Việt Nam lập ra để tuyên truyền dụ dỗ kiều bào Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, Việt Kiều hầu hết là những người đã được hưởng nền dân chủ Âu, Mỹ và khắp nơi, nên khó có chuyện kiều bào nghe theo lời dụ dỗ của VTV4. Trong nước, mỗi khi VTV muốn tuyên truyền thì họ cũng phỏng vấn dân để cho có vẻ công tâm. Nhưng thực chất thì những người được phỏng vấn ấy không phải là chọn ngẫu nhiên, mà là được tuyển chọn từ trước. Người được phỏng vấn ấy bao giờ cũng là người được VTV tuyển chọn kỹ càng, phải là người ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam, hoặc thậm chí họ chọn ra những người đảng viên để đóng giả nhân dân và tiến hành phỏng vấn. Đây là hình ảnh ông Hồ Ngọc Thắng tại Đức. Với VTV4 cũng như vậy, việc kênh truyền hình này chọn ông Hồ Ngọc Thắng để phỏng vấn không phải là chọn lựa ngẫu nhiên, mà là người được lựa chọn khá kỹ càng. Nói trắng ra là ông Hồ Ngọc Thắng chính là một tay sai cho Đảng Cộng sản Việt Nam và là con tốt của VTV. Đây là nhận định của rất nhiều người. Không biết chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đem lại lợi ích gì cho ông Hồ Ngọc Thắng mà ông này đã tôn thờ Đảng Cộng sản Việt Nam rất mù quáng. Thực tế là do tuyên truyền nhồi sọ mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn có một lực lượng cuồng đảng, cuồng bác khắp nơi. Có những người vì hiểu biết nông cạn nên tình nguyện phục vụ cho Đảng Cộng sản, chứ không phải vì lợi ích kinh tế. Thành phần đó được xã hội tặng cho một từ rất miệt thị, đó là từ bò đỏ. Thực tế là chính quyền gọi là dư luận viên. Hồ Ngọc Thắng thuộc loại dư luận viên như thế. Đảng Cộng sản Việt Nam họ đủ tiền, đủ lực để tuyển chọn những thành phần dư luận viên như thế nhằm mục đích phục vụ cho tuyên truyền. Để kênh VT4 tạo được lòng tin đối với những kiều bào nhẹ dạ, thì trang này tuyển chọn một lực lượng dư luận viên cộng tác. Những người này là Việt Kiều đang sống ở các nơi trên thế giới, nhưng không cổ suý cho tự do mà lại cổ vũ cho độc tài. Họ là thành phần ít, họ không đại diện cho quan điểm của đa phần kiều bào. Hồ Ngọc Thắng làm dối dù là người có học. Ở tại Việt Nam, nếu làm điều ác, làm điều phạm pháp mà bênh vực chế độ, thì được chế độ trọng dụng. Và những việc làm sai trái ấy sẽ được nhà nước dung túng. Lực lượng công an cộng sản là một ví dụ. Họ là thanh kiếm bảo vệ chế độ, nên trong vòng 3 năm, họ sát hại đến 226 bị can mà không mấy ai bị truy tố. Đấy là tội ác được nhà nước bảo kê. Nhà nước Cộng sản Việt Nam là nhà nước độc tài. Tuy nhiên, vì bức xúc, người dân đã dùng từ là tà quyền cộng sản để ám chỉ nhà nước Cộng sản Việt Nam, với người đứng đầu Đảng Cộng sản là ông Nguyễn Phú Trọng. Tại một nước dân chủ thượng tôn pháp luật như Cộng hòa Liên bang Đức, thì bất kỳ hành động phạm pháp nào cũng đều phải trả giá. Ở Đức sẽ không có chuyện vì cảnh sát nên sát hại nhân dân hoặc công dân khi tạm giam như ở Việt Nam. Tất cả mọi hành động sai trái đều bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Khi ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho người sang Berlin bắt cóc ông Trịnh Nhân Thành, thì đó là vi phạm pháp luật của nhà nước Đức. Ông Trịnh Nhân Thành là tội phạm của nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì ông ta sẽ là tội phạm nếu ông ở Việt Nam. Còn nếu ông Thanh đang ở Đức và nộp đơn xin tị nạn, với điều kiện ông đến Đức hết sức hợp pháp, thì ông đã được pháp luật Đức bảo vệ, nhà nước Cộng sản Việt Nam không có quyền gì trên lãnh thổ Cộng hòa Liên bang Đức. Đấy là kiến thức tối thiểu mà người dân Đức nào cũng đều biết. Bất kỳ hành động nào bao che hoặc ủng hộ cho hành động phạm pháp thì đều có liên quan và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ nặng nhẹ của nó. Đây là hình ảnh ông Hồ Ngọc Thắng đang tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Việt Nam trên kênh VTV4. Làm báo cho nhà nước Cộng sản Việt Nam dù dưới hình thức nào cũng đều là làm báo gian. Với vụ án Trịnh Xuân Thanh, nhà nước Cộng sản Việt Nam sai 10-10 như thế, nhưng Hồ Ngọc Thắng lại bảo viết bài báo là quan hệ ngoại giao Đức-Việt sẽ ra sao sau vụ việc Trịnh Xuân Thanh, có ý bênh vực hành động bắt cóc người của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ở xứ văn minh mà làm nô bộc cho kẻ phạm pháp thì tất nhiên ông ta phải trả giá.
Sau bài báo viết này, ông đã bị cơ quan Liên bang Đức về nhập cư tị nạn, là cơ quan chủ quản ông Hồ Ngọc Thắng, ra quyết định sa thải kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2017. Ông Hồ Ngọc Thắng là người có học nhưng chỉ biết làm con rối cho tà quyền, thì cái học đó chỉ có thể đáng vứt đi mà thôi. Gian trá thì không thể có chỗ đứng ở nhà nước văn minh. Nhà nước Cộng sản Việt Nam là nhà nước gian trá thì tất nhiên người chân chính không thể đứng trong hàng ngũ này được. Trong hàng triệu kiều bào sống chân chính thì cũng có một số ít sống theo lối gian tà. Xã hội nào cũng có thành phần như thế. Nếu văn minh thì tránh nhiều tà ít, còn xã hội mông muội như Việt Nam thì tà nhiều tránh lại ít. Đồng bào người Việt Nam tại Đức bị những thành phần như Hồ Ngọc Thắng làm giàu nổi canh, để lại tiếng xấu cho người Việt tại Đức rất nhiều. Và có mối quan hệ xã hội, các cụ thường nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Dường như làm việc gian cho nhà nước Cộng sản Việt Nam thì Ngọc Thắng giống như hổ mọc thây với cánh vậy. Ông Thắng làm điều bao che cho cái sai của chính quyền Cộng sản Việt Nam ai cũng biết. Tuy nhiên, để buộc tội ông ta với bằng chứng cụ thể là không dễ. Nói chung, ông ta rất có nghiệp vụ. Và Hồ Ngọc Thắng ban đầu bị Sở Ngoại Kiều cho thôi việc vì lý do nghi vấn liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Nhưng sau đó hai bên ra tòa, bên Sở Ngoại Kiều không chứng minh được sự liên quan này vì không bằng chứng mà chỉ nghi ngờ, thì đương nhiên không thể buộc tội. Đây là hình ảnh văn bản buộc nghỉ việc của BAM đối với ông Hồ Ngọc Thắng vào ngày 9 tháng 8 năm 2017 là cơ quan di trú Đức. Thực tế, bên buộc tội không trưng ra được bằng chứng là có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là người bị buộc tội không sai phạm. Khả năng thứ nhì là người bị buộc tội có sai phạm nhưng đã phi tang, tang chứng rất hoàn hảo. Tại các nước tiến bộ, người ta rất trọng sự thật và trọng lòng trung thực. Nếu họ biết ông Hồ Ngọc Thắng bị oan thì họ sẽ xin lỗi và trả lại việc làm. Còn nếu họ biết bị phi tang bằng chứng thì dù không buộc được tội thì họ vẫn không chấp nhận người đó đứng trong cơ quan của mình. Sau khi không đưa được bằng chứng cụ thể, Sở Ngoại Kiều của Đức đã đàm phán với ông Hồ Ngọc Thắng và trả ông này một khoản tiền để ông nghỉ việc. Thà mất tiền để vứt đi cái của nợ ấy, nhất thiết họ không chấp nhận một kẻ gian làm việc cho họ. Ông Hồ Ngọc Thắng mặc dù làm việc cho nhà nước Đức nhưng lại có hành động ủng hộ Đảng Cộng sản độc tài Việt Nam. Ông đã liên tục viết những bài báo cho báo Nhân dân, đây chính là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà nhà nước Cộng sản Việt Nam thì người Đức không lạ gì. Nước Đức từng chia đôi, Đông Đức đã gian trá như thế nào và làm sao người Đức họ không hiểu. Và vì thế, họ đã cho nghỉ việc mặc dù họ không có đủ bằng chứng buộc tội ông này nhưng không thể hợp tác được nữa. Phận con tốt chẳng khác nào vắt chanh bỏ. Khi Đảng đã vắt hết nước rồi thì họ cũng sẽ vứt ông vào sọt rác mà thôi. Ông Trịnh Nhân Thanh là một cựu quan chức nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ông này đã biết bản chất nhà nước Cộng sản hơn ai hết. Trịnh Xuân Thanh đã làm giàu bằng tiền của nhà nước như thế nào thì những quan chức khác cũng như vậy thôi. Với quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông nào sống được bằng lương đâu. Lương của quan chức Cộng sản Việt Nam chưa tới 1.000 đô một tháng, nhưng ông nào cũng có con cái du học Âu, Mỹ, Úc. Nếu nhìn lương và tài sản thì quan chức nào không tham nhũng đầy. Ở nhà nước Cộng sản Việt Nam người ta bênh nhau vì có sự ràng buộc về quyền lợi. Khi hết ràng buộc, họ có thể sẵn sàng thịt nhau để lấy chiếc ghế trống giao cho đồng bọn. Chưa có nước nào tham nhũng thành hệ thống, kết nối thành một mạng lưới phức tạp và có lợi ích đan xen mà người ta gọi là lợi ích nhóm đến như Việt Nam. Và khi thấy Trịnh Xuân Thanh không còn giá trị sử dụng, chúng sẽ truy Trịnh Xuân Thanh đến cùng. Đây là hình ảnh nón cối chưa bao giờ là biểu tượng của trí thức. Hành động vắt chanh bỏ vỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam rất rõ ràng. Như một con người được đào tạo tại Đức như ông Hồ Ngọc Thắng lại chui đầu vào giỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam và dường như đã làm nô bộc cho họ. Nếu hết giá trị sử dụng, thì Hồ Ngọc Thắng cũng chỉ còn lại cái vỏ chanh trong mắt của Đảng mà thôi. Vậy nên, hai chữ có học và tri thức khác nhau rất xa. Người tri thức phải thấy cái xấu xa của xã hội, phải biết phân biệt đúng sai, thiện ác, công bằng và bất công. Và quan trọng nhất là phải biết dùng tiếng nói của mình để đứng về phía công chính. Hồ Ngọc Thắng không bao giờ chạm vào được chữ tri thức. Chữ tri thức với Hồ Ngọc Thắng rất xa vời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 9 năm 2021 với bản tin Đài truyền hình Việt Nam VTV đã biến Hồ Ngọc Thắng thành con rối như thế nào.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.